Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái demo connect tới database MySQL sử dụng Hibernate 5 cộng với lại cái ZBot tool trong cái ứng dụng Ring MVC. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn connect tới cái database của tôi. Thì ở đây thì tôi sẽ có một cái database là Flowershop như vậy và có các table như vậy. Thì tôi sẽ export, tôi đã export nó ra một cái file này. flowershop.sql như vậy, và tôi sẽ để ở bên dưới cái video của tôi để các bạn có thể download được cái file này về và cài đặt. Thì các bạn sẽ import cái file này vô trong cái database MySQL local của các bạn để xài. Thì việc import thì các bạn cũng tạo ra một cái database với cái name là flowershop như vậy, xong rồi các bạn click vô import này. Rồi các bạn import cái chọn được team đến cái import cái file flowershop.sql về để nó tạo ra cái ta các table cho các bạn, cho cái ta table flowershop ở local của các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là connect tới cái database này. Thì tôi sẽ sử dụng Nginx và sử dụng Hibernate 5 cộng với cái ZBot tool. Thì nếu mà mấy các bạn nào chưa cài đặt ZBot tool thì các bạn có thể vô cái mục heo này rồi Nginx market này. Rồi các bạn search ở đây là ZBot tool. Đó, thì ở đây nó có cái dây ZBot tool 4.5.3.final như vậy. Các bạn cài đặt cái này nút như này vô. Thì ở máy của tôi nó đã cài đặt rồi nên nó đó hiện đây là install như vậy. Đó. Nếu mà chưa cài đặt thì nó hiện đây cái chữ install như thế này thôi. Đó, sau khi các bạn cài đặt xong thì nó có thể nó có một cái icon của là Hibernate như vậy. Ở bên trái màn hình như vậy, hoặc là nó có thể là có một cái icon Hibernate ở chỗ giữa này. Thì sau đây thì tôi sẽ đi tạo project và tôi sẽ connect với cái database Flowershop của tôi. Đó, tôi sẽ file này, tôi sẽ chọn new này, chọn Maven project này. Tôi sẽ chọn cho led. Rồi tôi chọn chỗ filter này, tôi sẽ web app. Và tôi sẽ chọn cho Maven archetype web app 1.0 như vậy. Rồi tiếp theo thì cái artifact ID thì tôi sẽ cho cái group ID, tôi sẽ để là con cho demo như vậy. Rồi artifact ID tôi sẽ demo ping MC rồi Hibernate rồi cái version thì tôi sẽ để là 1.0, cái package thì tôi để là com.demo. Rồi tôi cho finish. Rồi nó đã tạo ra cái project cho tôi. Sau đây tôi sẽ đi config cho cái file web.xml này. Thì ở bữa trước ở cái bài mà tôi hướng dẫn các bạn là hướng dẫn các bạn dựng cái template trong cái ứng dụng Ring MVC á, thì do cái kênh YouTube của tôi, thì bữa trước thì ở cái bài mà tạo template website sử dụng sitemap decorator trong MVC ấy, thì tôi cũng đã có mấy cái config, thì tôi sẽ copy luôn mấy cái config ở trong cái project đó qua. Đây tôi sẽ đi copy mấy cái config của nó qua luôn. Đây là cái cần fix của thằng sitemap decorator. Nếu mà các bạn nào mà chưa dựng nên được cái template sử dụng sitemap decorator thì các bạn có thể tìm hiểu cái video vừa nãy của tôi. Đây cái video ở bài 2 tạo template website sử dụng sitemap decorator như vậy. Rồi, đây cái filter encoding này thì để cho chúng ta có thể sử dụng được cái mấy cái ký tự UTF-8 ở trong cái form của chúng ta, có thể cho phép chúng ta nhập được cái chữ tiếng Việt ở dạng UTF-8. Đó, chỗ này là cái config để mà chúng ta sử dụng được
cho mấy cái trường hợp mà chẳng những cái form mà chúng ta mà muốn nhập mấy cái chữ tiếng Việt, thì chữ tiếng Việt thì nó là thuộc cái kiểu encode là UTF-8, thì chúng ta sẽ sử dụng cái filter này để mà sử dụng. Rồi ngoài ra đây là mấy cái config để mà loát mấy cái chỗ này, thì tôi sẽ dùng để mà loát lên cái file Departure Subnet, thì cái file Departure Subnet thì tôi sẽ tạo sau. Rồi cái Welcome Finish này thì tôi sẽ chỉ ra cái file mồi là cái trang index.jp, đó là cái trang này luôn. Rồi tôi bị cho save. Thì cái file này nó đang báo lỗi thì tôi sẽ đi add một số cái file dependency cho nó. Thì ở đây là cái bom, thì tôi sẽ bắt đầu đi add một số cái dependency cho nó. Đầu tiên thì tôi sẽ add một cái thẻ property có mấy cái property như sau. Đó, đầu tiên thì tôi sẽ có cái thẻ property để chứa lại, để chứa mấy cái version của mấy cái file dependency của tôi ở trên này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ thêm mấy cái dependency của tôi ở bên dưới này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có mấy cái dependency của ring tên vật. Đó, tôi sẽ có mấy cái dependency của ring tên vật như sau. Như là ring core, ring web MC, rồi ring TX. Rồi tiếp tục là link ORM, rồi link contact support. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có mấy cái dependency như là Svelte API, rồi GSP, GSTL. Tôi sẽ copy lần lượt qua. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có mấy cái dependency như là sitemap và sitemap open sympathy và sitemap decorator này, MySQL này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có mấy cái dependency và đằng hai play. Đó, thì thằng hai về đây thì còn có mấy cái dependency sau là hai play core này, hai play comment aggregation này, rồi hai play entity manager này, rồi hai hai play validator này. Đó thì mấy cái thằng này thì nó có chung một cái version, thì tôi sẽ khai báo ra cái version hai play chấm version như vậy. Rồi có thằng hai play GPA thì nó là một cái event mới phát triển, cái version của nó là 1.0 chấm final mới nhất như vậy, thì tôi sẽ khai báo trực tiếp cho đây và nó không có cùng cái version với mấy cái thằng hai play trên này. Rồi tiếp theo thì có thêm hai cái dependency này nữa. Rồi tiếp theo thì tôi nick cho save. Ngoài ra cái chỗ mục build này tôi sẽ thêm cho nó mấy cái config như sau. Mình sẽ copy cái nút build này. Đây, tôi sẽ thêm cho nó cái nút build như vậy để mà nó biết được cái sử dụng mấy cái lệnh để cho nó biết được cái nút in Maven Compiler để nó build ra cái cục qua cho chúng ta ở đây và nó sử dụng cái suộc là 1.8 target 1.8, vì chúng máy của tôi đang cài GDK 1.8 nên tôi sẽ nhập vào chỗ này là 1.8 như vậy. Tôi đi chọn save. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi update lại cái đồ Z, thì tôi sẽ chọn cái đồ Z, rồi tôi chọn Maven, tôi chọn update đồ Z, tôi đi chọn OK. Ở trong cái file rất ít nhà nó báo lỗi ở chỗ này thì chúng ta cứ kệ nó đi.
Rồi tiếp theo thì tôi cũng copy mấy cái config ở mấy cái bài trước qua luôn. Thì ở trước bài trước thì tôi có cái file config là decorator.html thì tôi cũng copy qua luôn. Đó, thì trong này tôi config như thế này. Nếu mà các bạn nào chưa hiểu cách sử dụng cái decorator mấy cái config này thì có thể coi lại cái video ở bài 2 của tôi. Đó, cái video bài 2 tạo template website sử dụng CMS decorator này. Đó, bài này thì tôi không có giới thiệu lại nữa. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái folder asset này qua. Asset này là tôi là cái folder mà chứa mấy cái file như là CSS, JS ở trong này. Rồi tiếp theo tôi copy cái folder comment qua. Comment thì tôi sẽ chứa mấy cái file, mấy cái phần mà sử dụng chung ở trong một cái template như là phần footer, phần header gì đó thì tôi sẽ để trong cái folder comment này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái folder decorator này qua. Cái folder decorator này thì tôi sẽ có hai cái file template là template admin và template user. Thì bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn ở trong cái video ở bài 2 này này, thì tôi đã dựng được cái template user như thế này. Đó, nó cũng mát mấy cái file CSS rồi JS như vậy. Rồi nó cũng có mấy cái thẻ để mà mát mấy cái file như header, footer cho đây như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi cần thêm một cái file config nữa là file dispatcher subnet. Thì tôi sẽ đi copy nó đây qua. Các bạn trong này thì các bạn cũng tạo ra một cái file XML là dispatcher subnet. Rồi các bạn tạo ra cái nội dung giống như vậy. Hoặc là các bạn có thể download cái file này về, thì tôi sẽ để một cái link để các bạn download cái file này về. Thì cái file này nó config như sau. Đó, ban đầu thì nó sẽ có mấy cái config như vậy. Đó, ở đây thì nó có cái component can bay với kịch thì nó sẽ là com.demo này, chấm sao như vậy. Rồi nó có mấy cái thẻ khác như là MVC annotation context annotation config rồi annotation text annotation type như vậy. Để mà khai báo để nó sử dụng mấy cái bin và mấy cái annotation được thì chúng ta sẽ có mấy cái thẻ này ở đây. Ở đây tôi có một cái bin là review server này, thì ở bữa trước thì tôi cũng đã giải thích cho các bạn là cái bin này để sử dụng để mà chúng ta sẽ loát lên mấy cái bin để khai báo, để loát lên mấy cái view ở trong cái folder là web imf duyệt gp và có cái đuôi là .gp rồi. Và hôm nay thì tôi sẽ sử dụng cái file này, thì tí nữa tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn config mấy cái connect data database MySQL trong cái file này luôn. Rồi trong cái trang mồi index.jp này thì tôi cũng sẽ đi ở cái bài trước thì tôi cũng có cái trang mồi, tôi sẽ cho về cái trang chủ bữa trước thì tôi sẽ copy cái này qua vào cái chỉnh sửa. Này tôi sẽ cho nó về cái trang home đi. Cái mặc định vô thì ta sẽ loát lên cái trang home. Rồi tiếp theo ở trong cái folder Java resource này. Đây thì nó cái của tôi thì nó có một cái folder src main resource như vậy, thì nó còn thiếu mất một cái folder nữa là src main java. Tôi sẽ đi tạo ra cái folder đó. Sẽ new một cái header đi. Tôi chọn cho folder. Rồi, cái folder name thì tôi cho là Java. Đó, nó tạo ra cái folder src main duyệt Java như vậy. Tôi sẽ refresh nó lại. Tôi sẽ refresh lại Z. Đó thì nó loát lại cho tôi như vậy. Nếu mà máy các bạn đã có sẵn cái folder src main duyệt Java như vậy thì các bạn khỏi tạo nhé. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi tạo ra cái bucket new và tôi sẽ tạo ra một cái bucket mới com
Demo chấm container rồi chấm user rồi tôi chấm cho finish. Rồi ở đây thì tôi cũng tạo ra cái form container. Rồi trên này thì tôi cũng khai báo một số cái annotation để định nghĩa cho nó. Đầu tiên thì tôi sẽ có cái a còng container. Rồi tiếp theo là a còng được phép mapping. Rồi tôi sẽ cho nó cái value là bằng home. Rồi tôi cũng import hai cái annotation này rồi. Rồi tiếp theo thì tôi cũng tạo ra một cái hàm là index index. Rồi trong cái hàm này thì ở bên trên thì tôi cũng khai báo a còng được phép mắt pin. Rồi tôi sẽ cho nó cái method là bằng request method. Chấm get. Rồi tôi sẽ cho nó return về. Return về cái folder user và cái shape cho cái tên file của tôi là index. Thì tương tự thì ở trong cái folder web BMS này thì tôi sẽ tạo ra cái folder GP. Rồi tôi cũng tạo ra cái folder user. Rồi trong folder user này tôi sẽ tạo ra cái trang index.gp. Đó, thì cái method này của tôi thì tôi sẽ return về cái user duyệt index thì nó sẽ trả về cho tôi là cái trang view index.gp này. Rồi cái thuộc tính này, cái dòng này thì nó là của thằng HTML4 thì tôi bỏ đi. Thì tương tự ở cái bài trước thì tôi cũng có một cái thẻ là a còng include file common.tagnit thì tôi sẽ in bỏ cái file tagnit.gp này. Thì trong cái file tagnit.gp này thì tôi đã import sẵn mấy cái thư viện như là GPL Score rồi Decorator ở đây. Đó. Tôi sẽ import vô để mà sử dụng nó ở trên này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có một cái thẻ H1. Và tôi đầu tiên thì tôi sẽ có một cái dòng chữ là demo connect MySQL database quick hyperlay ngâm rồi cộng với lại gbot tool này in ring vc. Tôi cho sạch. Rồi bây giờ tôi sẽ đi đưa cái đồ Z của tôi ra cái cục qua. Tôi sẽ chọn cái đồ Z, chọn show in terminal. Tôi sẽ có lệnh là npm min install. Rồi tôi click cho enter. Rồi nó đã build success. Cho cái folder target này tôi sẽ đi define lại folder target đó thì nó đã build ra được cái qua cho tôi như vậy. Bây giờ thì tôi sẽ đi run z lên, tôi chọn vô run app run on server và tiếp theo net rồi click vô finish. Đó thì cái đồ Z của tôi bây giờ nó lên như vậy, trang home nó lên như vậy đó. Rồi tiếp theo thì tôi cũng tạo ra một cái magic nữa,
là con chấm demo chấm controller chấm admin. Rồi trong backend này thì tôi sẽ tạo ra một cái class là home admin controller. Rồi đây thì tôi cũng copy mấy cái này qua mấy cái annotation này qua cho nó nhanh. Rồi cái panel này tôi sẽ sửa lại thành admin. Rồi tôi cũng copy cái hàm này vô. Rồi tôi sẽ chỉnh sửa nó lại, chỗ này là thành admin chuyển index. Rồi trong cái folder GP này tôi tạo ra cái folder admin. Rồi tôi cũng tạo ra cái trang index.gp. Cũng tương tự cái trang index này của tôi cũng copy cái này qua. Cái dòng này tôi sẽ bỏ đi. Rồi tôi cũng có cái copy một cái dòng này qua. Rồi tôi thêm cái dòng H1 ở trên này. Admin page chẳng hạn. Rồi tôi bỏ cái này đi cũng được. Rồi tôi cũng build lại cái rosette. Rồi nó cũng đã build success. Và bây giờ tôi sẽ run lại rosette. Tôi chọn run app, run on server, net và click on finish. Đó, nó cũng tạc lên cái trang này, tôi sẽ chuyển cho cái trang admin.html. Đó thì nó cũng cho về cái trang admin như vậy và nó có cái title là admin page như vậy. Đó, hiện tại tôi có cái content là thằng admin page như vậy. Nó đã loát được cái trang mặc định của thằng home admin controller như vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ đi thực hiện connect tới cái database mẹ SQL tôi. Thì tôi sẽ làm như sau. Thì ở đây có một cái folder là addSermain resource như vậy. Tôi sẽ đi tạo ra một cái file là hyperlay config. Tôi sẽ chọn new, chọn adder. Rồi tôi chọn tôi sẽ search là hyperlay. Thì tôi sẽ tạo ra cái hyperlay configuration file đây. Tôi chọn net. Rồi tôi chọn net. Rồi tôi sẽ chọn get value for question, chọn new và tôi sẽ chọn là MySQL. Rồi mặc định khi mà các bạn là mới xài mà mới xài JBoton thì ở cái phần này, cái phần driver này thì nó để là trống nhá, để là trống và nó không có mấy cái thông số như vậy đâu, thì các bạn click vô cái biểu tượng này, rồi các bạn nó hiện lên không phải như vậy, các bạn chọn vô cái này. Rồi các bạn chọn Zenith thì nó có một cái file gợi ý như vậy, thì các bạn thì remove cái file này đi, xong rồi các bạn chọn add cái file một cái file ra có cái file ra là máy SQL connector Java version 5.1.0 hoặc là cái version nào khác mà cũng của cái version 5 chấm này là do, thì các bạn nó sẽ không còn bị cái lỗi này nữa và nó sẽ hiện lên như vậy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ chỗ database này thì chúng ta sẽ nhập cái tên database của chúng ta rồi. Thì ở đây cái tên database của tôi là Cloud Shop. Tôi sẽ nhập vô là Cloud Shop. Rồi cái chỗ này tôi cũng sửa lại thành Cloud Shop. Rồi cái username là root. Rồi cái password nếu mà các bạn cài đặt cho cái mail SQL của các bạn thì các bạn nhập password của các bạn vô. Cái này của tôi thì tôi không có nhập password, nó sẽ bắt buộc cho nó nên là tôi sẽ để góc luôn và tôi click cho test connection. Đó, nếu mà nó báo là bin success như vậy tức là nó đã connect được cái database của các bạn.
Tôi sẽ cho net này, tôi cho finish này, tôi cho ok. Rồi chỗ này thì hai vào đây vừa dần thì tôi chọn này là 5.1. Rồi database dynamic thì tôi chọn là MySQL. Rồi tôi cho cái object box, vì object box là the IO person configuration như vậy. Rồi tôi cho net này. Ở chỗ này hai vào đây version thì tôi chọn lại là 5.1. Rồi cái option thì database dynamic thì tôi cũng chọn lại là MySQL. Rồi tôi cho finish. Đó, thì bây giờ ở chỗ này nó đã tạo ra cho các bạn một cái file Hyperlay Confusion .xml như vậy. Đây là cái file config để connect tới cái database của các bạn. Rồi ở chỗ này thì tôi các bạn click cho cái property này, rồi click cho Hyperlay này. Ở đây thì nó có một cái attribute là current section context class. Như vậy thì các bạn nhập cho là fresh này. Rồi các bạn click cho save. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi tạo ra một cái bài kịch mới là com.demo.entity. Rồi tôi click cho finish. Rồi theo thì nếu mà các bạn nào mà có cái icon của thằng Hyperlay ở trên này thì các bạn click cho để tạo ra một cái như một cái Hyperlay Confusion gì đó. Còn nếu mà các bạn nào không có thì mà chẳng hạn như các bạn có cái này, các bạn click cho cái biểu tượng này đó, thì nó sẽ show ra cho các bạn một cái biểu tượng như vậy. Rồi các bạn sẽ click cho, rồi các bạn chọn là Hyperlay Code Generation Confusion. Rồi cái này thì các bạn bỏ đi. Rồi các bạn sẽ new một cái mới. Rồi các bạn sẽ chọn cho cái project là Demo DMC Hyperlay như vậy. Rồi các bạn cho cái này. Rồi các bạn click cho Report Engineer Form GDB Connection như vậy. Đấy, cái bài kịch thì các bạn nhận là com.demo.entity. Rồi ở cái mục tab này, exporter, thì các bạn click vô ba cái object box đầu tiên này. Rồi các bạn click cho apply. Rồi các bạn click cho run. Đó, thì bây giờ nó đã ánh xạ được mấy cái class từ mấy cái table, ánh xạ mấy cái class tương ứng với mấy cái table của tôi ở dưới database như vậy. Đó, bây giờ thì tôi sẽ đi tạo cái mapping giữa mấy cái class này với lại cái tạo ra cái mapping giữa mấy cái class entity này với mấy cái table dưới này. Thì tôi sẽ phải thêm cho nó mấy cái mapping vô cái file Hyperlay Confusion này. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Tôi sẽ chọn vào cái mục mapping này, rồi tôi đi cho add này, rồi tôi đi cho add này, rồi tôi sẽ nhập cái tên class cho. Đó, thì ở đây tôi các bạn chọn là cái account của cái bài kịch com.demo.entity nha, đừng có chọn mấy cái account của mấy cái bài kịch khác. Đó, bạn nhớ chỗ này, tôi cho ok, rồi tôi cho finish. Rồi tương tự thì tôi cũng làm cho mấy cái class entity còn lại.
Rồi, như vậy là tôi đã tạo mapping cho mấy cái credentialty entity và mấy cái table ở bên dưới database xong. Thì tôi sẽ đi vào cái mục xuồng này. Đó, thì tôi check xem là mấy cái backing của nó đúng chưa. Thì cái backing của nó phải là đều là bắt đầu com.demo.entity hết thì mới đúng nha. Các bạn nào mà ấy nội thì các bạn là remove đi rồi tạo mapping lại nha. Rồi, tiếp theo thì ở chỗ này thì tôi sẽ thêm cho nó một cái property nữa là Enable lazy node node change như vậy. Các bạn nhớ thêm cho nó cái property này nha. Rồi cái ở đây thì cái attribute name này tôi bỏ đi. Rồi tiếp theo thì trong cái file dispatcher subnet thì tôi sẽ đi khởi tạo mấy cái bin để mà connect cái database ở trong này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái bin là ID là bằng data source như vậy. Đó, tôi sẽ có cái bin là ID bằng data source như vậy. Rồi các bạn nhớ mấy cái property của nó set cái value cho đúng nha. Ví dụ cái value của tôi ở đây thì tôi có cái property bằng driver class nên tôi sẽ có cái value là com.mysql.gdbc.driver. Thì tôi đang sử dụng connect tới cái database là MySQL thì tôi sẽ sử dụng cái driver của nó như vậy. Đó, tôi sẽ có giá trị driver của nó như vậy. Nếu mà các bạn xài mấy cái database khác như là SQL Server thì các bạn phải chỉnh lại chỗ này nha. Rồi cái URL thì tôi sẽ có cái URL như vậy. Cái chỗ này thì là tên cái database. Đó, cái cloud shop này là tên cái database của tôi. Rồi cái username là value là root này. Rồi cái password là tôi lẫn là bởi vì cái MySQL local của tôi thì tôi không có set password cái đó. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ có cái bin là section factory như vậy. Đó, cái bin tôi khai báo cái bin ID bằng section factory này thì một lát nữa thì tôi sẽ đi khởi tạo ra mấy cái đối tượng section từ cái bin này. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sau. Rồi tiếp theo thì tôi có cái bin ID là transaction manager. Cái bin này thì tôi sẽ sử dụng để mà quản lý cái transaction giữa cái và tôi sẽ chuyển vô cái property là data source bằng data source rồi section là factory thì tôi sẽ tham chiếu đến cái bin ID bằng section factory có cái ID là section factory như vậy thì tức là để mà tôi quản lý cái transaction khi mà sử dụng mấy cái đối tượng này.